À, quý vị trên lầu có thấy thầy không? Hả, quý vị ở trên lầu có thấy thầy không? Thấy qua màn hình hay thấy thiệt ở ngoài? Thấy cả hai luôn à? Thấy tội nghiệp quý vị quá. Phải nói quý vị ở đây có phước ở một cái vùng nông thôn xa mà có một cái giảng đường hết sức là trang nghiêm, lại được ngồi ghế nữa, chứng tỏ quý vị có phước hơn cả Phật tử ở chùa Hoằng Pháp. Hoằng Pháp là ngồi dưới đất không á, ngồi xong đứng dậy đứng không nổi tại vì nó tê chân đó. Thì thành thật mà nói là hôm nay đến đây đó, thầy cũng thấy ngại. Ngại là tại vì lần trước không có đi được, nói theo kiểu dân gian là bể xô. Thầy ngại quá là ngại đi. Thì hôm nay nhất định đến, đến một lần để gọi là trả nợ tình xa. Thầy nghe quý Phật tử nói trời ơi, con từ Long Xuyên còn lặn lội xuống, té ra không có thầy. Long Xuyên đi xuống đây bao xa quý vị? 20 cây số chứ mấy, còn thầy đi mấy trăm cây số tới đây đó. Đi có 20 cây số không thấy thầy cằn nhằn, gọi điện ra tới chùa thầy cằn nhằn. Té ra mới biết là con bỏ hết buổi góp hụi. Chứng tỏ là quý Phật tử ở Thốt Nốt này rất là ham tu, rất là hiếu học. Cho nên là tối tăm mưa gió như thế này cũng đi. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thông thường đó thì chúng ta khi gặp một cái chuyện gì nó bất trắc, nó trở ngại ở trong cái cuộc sống của mình, nhất là đối với vấn đề mà những mong mỏi sâu thẳm tận đáy lòng của mình nó không đạt được, thì chúng ta hay than. Mà cái câu đầu tiên chúng ta than đó là trời ơi sao mà tôi khổ quá, phải không? Nhưng mà lúc mà mình không khổ quá, sao mình không nói trời ơi sao tôi vui quá? Mình có kêu lên không? Có la không? Mình vui, mình hạnh phúc, mình có khoe không? Hiếm, hiếm lắm, giấu biệt. Còn khổ là mình la. Có người thì còn nói rõ ràng hơn, đời tôi sao mà nó khổ quá. Nhưng đại chúng biết, ở giữa cái cuộc đời đầy sự đổi thay này, ai cũng phải một lần khổ đau hết. Cái căn bản của già, của bệnh, của chết, nó làm cho chúng ta khổ thì mình không có cần phải bàn cãi rồi. Vì ai cũng phải đi qua con đường đó. Nhưng mà có những cái nỗi khổ mà làm cho mình cảm thấy hụt hẫng, chúng ta không lường được những diễn biến trong cuộc đời của mình, và ngay cả người thân của chúng ta cũng có thể làm cho mình đau khổ. Như hôm qua thầy có đi tới một cái gia đình đó, thầy làm thầy cúng, cỡ này túng thiếu quá làm thầy cúng. Thầy đi tới làm lễ an vị Phật cho nhà của một cái vị Phật tử đó. Quý vị biết, cổ nói con khổ nhất là người chị ruột của con. Trong khi là ba mẹ chồng, rồi anh chị em chồng ai cũng ủng hộ. Duy nhất có người chị ruột thì phá. Phá tới mức mà muốn tán gia bại sản. Chị hỏi bây giờ chị phải làm sao? Mà chị đối xử rất là tốt với người chị ruột này. Con cái chồng của chị này lo hết. Vậy mà cái chị ruột đó là tối ngày cứ kiếm chuyện đi phá phách thế này thế kia thế nọ, làm cho chị không có thể nào yên được. Chị hỏi bây giờ chị làm bằng cách nào để chị cảm thấy bình yên khi chị đối diện với người chị ruột này. Chị nói một câu, đời chị sao khổ. Thầy nói thực ra đời không có khổ, tại vì nó luôn ở một cái trạng thái
là dao động giữa cái được và cái mất, cái bại và cái thành. Giống như sóng nước thôi, đâu phải lúc nào mặt nước nó cũng bằng phẳng đâu. Có khi nó gợn sóng thì sóng nó nhô lên rồi nó đi xuống. Thì cái đó, đời của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta chỉ nhìn nhận cuộc đời ở cái góc cạnh khổ đau. Cho nên chúng ta thấy toàn bộ cuộc đời là khổ đau. Nhưng ở một cái khía cạnh nào đó chúng ta không khổ đau. Chúng ta cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Chúng ta cảm thấy bình yên. Thì chúng ta nhìn nhận cuộc đời nó khác. Mình kiểm nghiệm lại chính bản thân mình. Có những lúc mình nhìn thấy cuộc đời là một màu hồng. Tại vì lúc đó ước mơ đang bay bổng tận trời xanh. Phải không quý vị? Ước mơ nó được chắp cánh. Cho nên chúng ta thấy đời là màu hồng. Và ước mơ của chúng ta nó từng bước nó hiện thực ra với cuộc sống. Cho nên chúng ta hoàn toàn thấy cuộc đời nó đẹp. Nó đẹp, đẹp tới cái mức mà chúng ta ước gì. Mình sống mãi mãi ở cuộc đời này, ước gì, xong rồi cuối cùng cắn lưỡi. Tại vì mình lo ước không à, lo ước là tại vì mình đang ở chỗ mà nó đang hạnh phúc, đang đẹp, chúng ta thấy nó bình yên quá, đùng một cái, giống như chúng ta đi xe bị sụp ổ gà vậy, nhào đầu cắm cổ xuống lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉ thuốc, lúc đó còn ước không? Lúc đó chèm nhẹp luôn, máu mủ không rồi. Tức là khi chúng ta va chạm với sự đổi thay của cuộc đời, đạo Phật gọi là vô thường, lúc đó chúng ta sẽ đổi ngang màu hồng thành màu đen. Cái nhìn của chúng ta đối với cuộc đời luôn nhìn từ hai thái cực. Một là màu hồng, tức là chúng ta đang hạnh phúc. Cho nên cứ chấp cánh cho ước mơ, rồi nuôi lớn ước mơ và dệt thêm ước mơ, đạo Phật gọi đó là vọng tưởng điên đảo. Khi chúng ta gặp những cảnh thất bại, khổ đau, thì chúng ta lại hận đời, chúng ta lại chán đời, chúng ta lại bất cần đời. Mình luôn đứng nhìn từ hai phía của cuộc đời, cho nên chúng ta rất khó tìm được sự thăng bằng, vì chúng ta đang đi giữa dòng đời. Dưới cái nhìn của Phật học, người ta không quá khích đến nỗi bất mãn, bỏ cuộc khi đối diện với sự phũ phàng của cuộc đời. Và người ta cũng không để thả trôi mình bồng bềnh trước những cảm xúc hỷ lạc khi được cuộc đời ưu đãi, mà người ta đứng ở một cái thế nhìn thẳng vào cuộc đời để thấy được hai mặt của cuộc đời, vì người ta nhận ra được những bài học quý báu từ cuộc đời. Phải không quý vị? Khi chúng ta nhìn ra được những đòn roi của cuộc đời nó dạy cho mình những bài học, chúng ta sẽ bình yên. Vâng, cả cuộc đời của chúng ta dài, dài nhất là 100 năm, 3 vạn 6 ngàn ngày. Và có khi nó ngắn ngủi, chỉ có mười mấy 20 năm đầu sanh, chỉ còn ghi lại trên bia mộ. Nhưng tất cả sự trỗi dậy của chúng ta trong cuộc đời này, khi dòng thời gian biến dịch nó đi qua đó, thành hay là bại, được hay là mất, hạnh phúc hay khổ đau, thanh thản hay buộc ràng, mỗi một hoàn cảnh sống chúng ta đều có được một bài học từ nơi cuộc đời này. Và bài học đó nó sẽ là tư lương lớn để giúp cho chúng ta trưởng thành hơn giữa dòng đời đau khổ. Vâng, hôm nay thầy xin phép được chia sẻ với lại quý vị một vài ý tưởng để giúp cho chúng ta có thể đứng vững giữa những biến đổi của cuộc đời, vật chất hay là tinh thần, người thân yêu hay là người chưa từng quen biết,
để quý vị có thể thấy được cuộc đời này không phải lúc nào cũng quay mặt với chúng ta bằng những đòn roi của cuộc đời quất vào da mình, vào thịt mình và vào tận trái tim mình. Vâng, xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề bài học cuộc đời. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nếu mà nói về cuộc đời thì đầu tiên nhất chúng ta cần phải có hành trang đi vào cuộc đời, phải không? Hành trang đầu tiên đi vào cuộc đời này theo đại chúng là cái gì? Thầy có hỏi câu này với lại mấy bác lớn tuổi, thì mấy bác lớn tuổi mới nói như thế này: hành trang đi vào cuộc đời là đạo đức. Thầy hỏi tại sao? Đạo đức nó quyết định cho sự thành công của mình khi đi vào cuộc đời. Thì mấy bác đã nói, con nghĩ rằng một con người không có đạo đức sẽ tự mình đào thải ra khỏi vòng quay của xã hội. Lập luận này quý vị thấy đúng không? Thầy mới hỏi tiếp gì chứ, quy chuẩn của đạo đức là gì? Mấy bác nói ăn hiền, ở lành, sống trung thực. Thầy nói trung thực là bây giờ chết đói, phải không quý vị? Có người gật đầu rồi kìa. Quý vị gật đầu nha, chứ không phải thầy tuyên bố trung thực chết đói nha. Tại vì khi mấy bác đó nói ra đó thì có mấy người trẻ đó, những người mà tham gia trong cái lĩnh vực mà buôn bán, tức là những doanh nhân trẻ đó, mấy bác, mấy anh chị đã phản đối liền, nói bác nói trung thực mà thành công trong cuộc sống là bây giờ là khó lắm thôi. Nói thiệt người ta không có tin. Nói thiệt không bao giờ người ta tin, mà nói dốc người ta mới tin. Cái chị đó chỉ nói điển hình, đồ của con, hàng của con là nó tồn kho 1.5 năm rồi, nhưng mà dưới khách hàng con nói cái này mới lấy về 2 tuần. Chứ bây giờ mà nói thiệt 1.5 năm có nước mà nghe phá sản, phải không? Còn cái anh đó, anh cũng nói, anh nói đối với vợ con cũng vậy nữa, con cũng nói dối vợ con mới tin, còn nói thiệt không có tin. Nó vợ con mà bằng bộ đồ nào mà ra mà hỏi đẹp không anh là con phải gật đầu, dạ đẹp, đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm. Nó, nếu mà con nó không đẹp là bữa đâu nhịn đói. Mặc dù vợ con mập, lùn, xấu, mà khen trời ơi em mặc bộ đồ này quý phái quá, thì bữa đó coi như là không có sợ đói, mà nó để suy nghĩ lại trả lời là đói. Tại vì mấy bác đó nói quy chuẩn của đạo đức đó chính là trung thực. Thì cái giới mà trung niên đó không có phủ nhận cái yếu tố trung thực là nền tảng của đạo đức, mà cho rằng với cái cuộc sống bon chen bây giờ nè, phải nói dùng theo từ mà ngôn ngữ xã hội, tức là chụp giật mới tồn tại. Chứ còn chân chánh là không bao giờ tồn tại. Tại vì tất cả ai người ta cũng đè với nhau để mà đi, người ta dẫm lên nhau để mà bước qua. Mà mình mà cứ đứng đó nhìn trời xanh mây trắng, nhìn hoa lài, hoa lý, bông bí, bông bầu rồi, thì nhìn hơi là rồi, cuối cùng lên đường đi con, không có chỗ để đi, phải không? Họ nói rằng theo con nghĩ hành trang vào đời bây giờ đó không phải là đạo đức mà là có tiền. Quý vị có đồng ý với quan điểm của những vị trẻ bây giờ là hành trang vào đời đầu tiên nhất là phải có tiền? Quý vị đồng ý không? Sao im ru không vỗ tay à? Thầy đồng ý liền. Tại vì sao? Tại vì thầy đang cất chùa không có tiền thì cũng chịu, phải không? Thầy muốn đi thuyết pháp xuống với thốt nốt xuống chùa Di Phước này cũng phải có tiền đổ xăng mới đi xuống đây, không lẽ đi bộ, không lẽ đi 1.5 tháng thì xuống đây rồi thuyết giảng, nó đi mấy ngày rồi đi cấp cứu. Cho nên thầy thấy mấy anh chị trẻ này năng động hơn, nói hành trang vào đời là phải có tiền.
Thì thầy mới hỏi lại có tiền để làm gì. Thì mấy anh đó mới nhìn thầy ngạc nhiên. Tại vì mấy anh nghĩ rằng thầy ở hành tinh khác xuống không cần xài tiền. Tại vì thực sự thầy không có xài tiền. Thế mà cần mua gì lấy một cục hột xoàn ra mua. Nó tao thối lại. Chùa mình xài hột xoàn quen không có xài tiền. Vậy nó mới sốc hàng chứ. Thầy mới hỏi lại mấy anh đó chứ cần tiền để làm gì. Tại vì đi vào cuộc đời là để kiếm tiền phải không. Thầy hỏi mấy anh là đi vào cuộc đời để kiếm tiền phải không. Tại hễ mà kiếm tiền thì anh không cần phải có tiền nữa. Vì người ta không có tiền người ta mới đi kiếm tiền. Còn anh mà có tiền rồi thì anh đi vào đời kiếm tiền để làm gì nữa. Đã có tiền thì người ta kiếm cái khác. Phải không mấy anh? Chẳng hạn như kiếm. Quý vị thông minh tự hiểu. Ngộ rồi đó mà không phải ngộ đạo. Thầy nói nếu mà có tiền rồi thì không cần phải vào đời để kiếm tiền. Mình kiếm những cái gì mình chưa có. Mình tìm những gì chúng ta chưa đạt. Đạo Phật gọi đó là sở dục. Hay còn gọi là sở ái. Tức là những điều chúng ta muốn, những điều chúng ta thích. Và để đạt được cái muốn, cái thích đó chúng ta thông qua lời nói, hành động hoặc giả là suy nghĩ. Có khi chúng ta chỉ biết bản thân mình, không màng đến những người chung quanh. Có khi chúng ta cũng nhỏ những giọt nước mắt khi thấy người thân của mình đau khổ để phục dịch cho mình hay là chấp cánh ước mơ cho mình. Thì mấy anh nó ngạc nhiên lắm. Mới hỏi bộ thầy không xài tiền hả? Thầy nó có. Sao không xài tiền được? Ở trong cuộc sống này nó còn giao lưu với nhau. Thì chúng ta vẫn còn dùng tiền để mà làm cái phương tiện. Nhưng mà theo thầy nghĩ đó, có tiền đi vào đời thì chưa chắc. Tại vì người ta thường là người ta lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Phải không quý vị? Chứ còn ai mà làm ổ sẵn cho mình nhào vô đẻ thì chắc nó không có bền. Xin lỗi thầy dùng tiếng nhà quê nhiều quá. Sẵn ổ đẻ đó, nói theo kiểu sẵn ổ đẻ là nó không có chắc. Phải không quý vị? Thường là nó vậy đó. Mình đứng lên từ bàn tay trắng, từ cuộc sống nghèo đói thì chúng ta mới có thể tồn tại được. Thầy nó không có tiền, mình lập nghiệp nó mới bền. Còn mà cơ ngơi đã có sẵn, sự nghiệp đã có sẵn của ông bà cha mẹ để lại, thường thì chúng ta chểnh mảng và không giữ gìn được. Cho nên thầy không tán đồng cái ý kiến của cái anh đó. À, nói, con nói thiệt cho thầy biết đó. Không có tiền không bao giờ ký được hợp đồng. Đó là nói về làm ăn lớn đó. Ngay cả bây giờ giao dịch cái gì cũng phải bằng tiền hết. Mà không có tiền không làm gì được. Bây giờ là con của con này nó tốt nghiệp đại học ngân hàng ra 3 năm vẫn còn thất nghiệp. Tại vì sao? Vì không có tiền để mà xin việc làm. Con có một thằng bạn đây kìa. Nó cũng học đại học chung với con rồi nó bệnh. Mà nhà nó nghèo không có tiền. Thế là bệnh nó không được chữa. Bây giờ nó nằm một chỗ thoi thóp suốt cả mười mấy 20 năm. Nó không có tiền đó, nó vẫn ước mơ là nó đi vào đời để nó sống. Mà nó không có tiền không làm được. Ta thấy không, không có tiền cũng không chữa bệnh được. Không có tiền cũng không thể nào mà xin việc làm được. Không có tiền chưa chắc gì giao dịch tốt. Anh đưa ra hàng loạt những cái lý do. Thầy thấy đúng quá. Vì chính bản thân thầy không có tiền cũng tu bình thường. Ở trong lẽ không có tiền cái không tu, phải không? Theo quý vị không có tiền tu được không? Được không? Mắc mới gì không được. Vậy đó mà Phật tử đi chùa. Trời ơi, con nói cho thầy biết nha. Cái chùa đó hồi xưa nó còn cái mái lá đó, sư cô dễ thương lắm. Bây giờ cất cái chùa lớn lên nhìn mặt chảnh thấy ớt. Vụ án này là thầy nghe thường lắm. Thầy hỏi làm gì chảnh, tu hành cộng tóc không có chảnh dài. Phải không? Cái đầu trọc lóc mà chảnh làm gì? Không lẽ chảnh với ông Phật? Mấy vị Phật tử mới nói là hồi đó đó, chuyện gì nghĩ nghe một chút xíu là sư cô kêu tụi con bu lại. Còn bây giờ đó là không có kêu, mà kêu người khác. Những người nào mà giàu có hơn kêu.
thầy mới hỏi lại là nói có chắc không. Theo thầy nghĩ sư cô kêu mấy người vào là nó phải có cái lý do. Có thể là cái sự việc đó nó phù hợp với cái người đó, có thể phụ với sư cô kêu. Chứ không phải là sư cô nhìn vô cái túi tiền của họ, đừng có nói như vậy. Nhưng mà có khi sư cô cũng kêu mấy bác vậy, bác nó có chứ. Bữa hôm cũng kêu, kêu nói ngày mai đám giỗ nhớ tới phụ nấu ăn với rửa chén, con ghét con đâu có tới. Thầy nói thấy không, sư cô không kêu thì nói sư cô chảnh, mà sư cô kêu tới rửa chén thì ghét không tới. Quý vị cười do thầy nói hay cười vì cái điện thoại reo? Cái ghế này để cái gối thêm cái ngồi cái nó tuột xuống. Mà quý vị biết tại sao nó tuột không? Là tại vì mặc đồ đẹp quá. Quý vị không có cần phải đợi thầy nói toạt móng lợn ra như thế. Chứ cần thầy nói ngồi cái ghế nó tuột là quý vị tự biết rằng thầy mặc đồ quá đẹp. Xin đề nghị quý vị nào có sử dụng điện thoại di động, chúng ta tạm thời chuyển sang chế độ rung ha. Thầy mới nói với cái bác đó, thầy nói thì cô không kêu thì nói sư cô chảnh, mà sư cô kêu thì nói nghe là bắt vô làm mọi rửa chén cho nên ghét không đi. Đó, chỉ có 2-3 người thôi là sư cô làm dâu chết luôn, thất họng chứ không phải giỡn. Quý vị biết thực chất cái quan điểm của con người đó, quan điểm của con người ta đó, có nhiều cái nó phù hợp với lại hoàn cảnh sống của người này, nhưng có khi nó không phù hợp với hoàn cảnh sống của người khác. Có khi nó đúng với lại gia đình của mình, nhưng mà có khi nó chưa chắc đúng với lại gia đình của người khác. Cho nên không thể nào chúng ta đem ra một cái mức chuẩn để quy định cho cuộc sống này, áp dụng chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên tất cả những cái ý kiến đó có thể nó tổng hợp lại làm thành hành trang cho chúng ta được. Đối với những bác lớn tuổi, sau khi trải qua cái giai đoạn đi kiếm tiền và đã mệt nhòi với cuộc sống của người đi kiếm tiền, bây giờ dừng lại, thì cái nhìn của các vị trưởng bối đó là nhìn ở cái điểm đích, cho nên thấy tiền bạc nó không có tồn tại, mà đạo đức mới làm cho con người tồn tại. Tại vì tiền bữa nay là không có, mai chúng ta vẫn có cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà đạo đức bữa nay không có thì ngày mai chưa chắc gì chúng ta có đạo đức đâu. Vì cái tâm ác con người nó rất là ma mạnh, nó dẫn chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Nó thôi thúc chúng ta phải đòi cái này, phải muốn cái kia, phải mong được cái nọ. Cho nên chúng ta không có cơ hội để quay đầu một khi chúng ta đã buông trôi mình theo tham dục. Nghiệp tạo càng ngày càng nhiều thì cái dòng dây kết nghiệp đó nó càng ngày càng siết chặt lại, nó trói chặt chúng ta lại, chúng ta làm sao có cơ hội để bung ra. Nãy mà rủ đi tu cái khoan, từ từ, bữa nay bận đi đám cưới, vô thường tới rồi mình có khoan mình xin tỳ với nó không? Đâu có. Cho nên quan điểm của những người lớn, sau một giai đoạn dài 30-40 năm đi kiếm tiền tạo dựng cuộc sống, thì các vị đó mới thấm thía được rằng tiền không có giải quyết được tất cả những nỗi khổ đau của con người. Phải không quý vị? Cho nên thầy ủng hộ cái ý kiến của các bác này, vì thầy biết rằng tiền đó nó giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, nhưng mà nó không phải là yếu tố quyết định. Thí dụ chúng ta có thể mua được một căn nhà rất lớn, nhưng điều đó không phải là chúng ta xây dựng được một tổ ấm. Phải không? Chúng ta có tiền có thể chúng ta mua được bác sĩ nữa kìa, nhưng chưa chắc ta mua được sức khỏe. Tiền chúng ta cũng có thể mua được bằng cấp nữa, nhưng không hẳn chúng ta mua được kiến thức. Thậm chí tiền chúng ta có thể lót đường và mua được trái tim của người mình yêu thương. Phải không? Mua được cả người mình yêu thương, xin lỗi, mua luôn cả dòng họ nó từ A tới Z luôn. Nhưng mà chưa chắc chúng ta lấy được trái tim của người đó. Cho nên tiền để làm gì? Phải không? Đó.
Tiền không có ý nghĩa gì, không có gì quan trọng, quý vị cứ chuyển hết vô tài khoản cho thầy. Đây là câu nói quan trọng nhất để rút lại tiền không là gì hết. Quý vị hiểu ý thầy rồi. Ở đây ý thầy muốn nói rằng cuộc đời nó dạy cho chúng ta một cái bài học, bài học đi kiếm tiền. Với tư cách của một người Phật tử, chúng ta đi vào đời kiếm tiền với tư thế nào và cái nhìn của chúng ta về đồng tiền là cái gì? Đây là một bài học phải nói là nó đi suốt cả cuộc đời của mình. Tại thầy thấy có nhiều bác lớn tuổi rồi, bây giờ vẫn khổ vì con cái. Khổ lắm. Chúng ta không có dám nói ra sự thật, không dám nhìn nhận vào sự thật về cái tâm tham dục của mình. Nó ẩn, nó trốn hết. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng thì nó len lén, nó xuất hiện. Cái tâm này chúng ta cần phải trắc nghiệm. Khi chúng ta biết được mục đích kiếm tiền của mình rồi thì quý vị sẽ thấy được rằng cái con đường kiếm tiền của chúng ta nó bằng phẳng hay là nó chông gai. Cho nên để thành công trong cuộc sống, chắc chắn quý vị phải quán niệm về đồng tiền. Ai sống trên đời này cũng phải cần có tiền hết. Việc kiếm tiền đầu tiên có thể là mục đích, nhưng mà quý vị cần phải xác định một cách lại rõ ràng, đồng tiền chúng ta kiếm được nó là phương tiện, không thể là mục đích được. Nó phải là phương tiện, phải xác định cho rõ ràng. Nó là phương tiện để chúng ta có thể kết nối tình thâm với nhau, có thể chia sẻ với nhau, từ con người với con người, trong gia đình ra ngoài xã hội. Cho nên đồng tiền nó chắc chắn là phương tiện. Thí dụ chúng ta phải có trách nhiệm với con cái, cho nên mình kiếm tiền là để chăm sóc đời sống của con cái và lo tương lai cho con cái. Thì có phải chăng đồng tiền đó chính là phương tiện không? Đồng tiền nó là phương tiện. Rồi chúng ta có thể chia sẻ cho người nghèo, người bệnh, người khổ đau, người gặp những tai nạn bất trắc của đời thường. Thì đồng tiền nó chính là phương tiện. Cho nên mình xác định rõ ràng mục đích chúng ta kiếm tiền nó có rõ ràng, nhưng nó sẽ là phương tiện chứ không phải nó là mục đích cuối cùng của đời người. Không phải mục đích cuối cùng của đời người là kiếm tiền, quý vị nhớ. Tại vì mình mà kiếm tiền nhằm cái lúc mình kiếm không được rồi làm sao? Xong có khúc người có lúc. Sẽ có những lúc chúng ta không thể kiếm ra tiền, chúng ta không thể làm ra tiền. Thì những lúc đó chúng ta sống với mục đích kiếm tiền của mình như thế nào? Chắc chắn sẽ khổ sở, vì nó rơi vào hoàn cảnh là cầu bất đắc khổ. Tức là khổ do tìm cầu mong muốn không đạt được, không thành tựu được thì nó sẽ khổ hơn. Cho nên những người lớn tuổi đó, thầy thấy đó, khi tới chùa thầy đó, 80% các bác đều than với thầy là bây giờ là không ra tiền nữa, con cái nó coi thường, nó bỏ rơi. Cái mặc cảm đó, phải không quý vị lớn tuổi, mấy bác? Là không ra tiền nữa, con cái nó coi thường mình, phải không? Là tại vì sao? Là tại vì thường ngày mình đang nghĩ tới vấn đề làm ra tiền, làm có tiền. Rồi cái mục đích của mình là để làm có tiền. Bây giờ mục đích chúng ta không làm được, cho nên chúng ta rất là mặc cảm. Có thể nó cũng bị cái sự tác động từ con cái nữa. Cho nên tuổi già nó hiu quạnh, mặc cảm lớn hơn tất cả những lứa tuổi trong cuộc đời là như vậy đó. Mà quý vị biết á, thầy biết có nhiều Phật tử có tiền mà cũng khổ, có của mà cũng khổ. Khổ á, khổ vì của cải đó. Thì nó thôi đem vô cúng chùa hết là hết khổ à. Không chịu, cúng một chút thôi. Hãy mà dính tới đời thì nó có khổ à.
nó khổ đủ mặt hết, mà dính vô đạo thì chúng ta lại lỗ, phải không? Có nhiều Phật tử chọn phương án nửa đời nửa đạo, không lời không lỗ mà là sướng thay mồ tổ. Cho nên chúng ta không có khẳng định là tiền nó tốt, mà cũng không thể nào chúng ta tuyên bố rằng tiền nó xấu. Tại vì mình đâu có nói được là tiền nó tốt hay nó xấu. Chỉ vì người sử dụng đồng tiền không đúng mục đích thì nó có ra xấu, mà dùng đúng mục đích thì nó có ra tốt. Tiền có thể giúp cho chúng ta học tập, giúp cho chúng ta sống, giúp cho chúng ta có thể nuôi lớn ước mơ, giúp cho chúng ta có thể chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Thì quý vị thấy tiền đó, nó là một cái phương tiện để làm đẹp cuộc đời. Hàng năm quý vị thấy bao nhiêu tiền khi mà người ta tổng kết về vấn đề mà từ thiện xã hội. Rõ ràng đồng tiền nó chiếm một cái vị trí rất là quan trọng. Nó thực hiện được hoài bão của con người, đó là làm cho con người gần lại với nhau hơn, không có mặc cảm, không có khổ đau. Cho nên nguồn gốc của tiền mà được sử dụng như thế với mục đích đó, hoàn toàn đồng tiền nó có tác dụng rất là tốt. Chứ không phải đồng tiền mà lúc nào nó cũng đem tới cái xấu cho mọi người. Bởi chúng ta sống trong một xã hội này thì sự thành công luôn đồng hành với lại tiền bạc. Cho nên ở đây chúng ta cần phải xác định rõ ràng trên bước đường thành công của chúng ta, tiền nó đứng ở vị trí nào, ở góc độ nào và chúng ta sử dụng nó ra làm sao. Đây là một cái vấn đề rất là khó. Tại vì có nhiều Phật tử đó tới thưa với thầy đó, thật tình đó, tụi con nhiều khi đi tới chùa tụng kinh rồi xong về không muốn làm ăn. Ta hỏi tại sao? Tại thấy mình tội lỗi quá. Làm thì nó không thật. Nó không thật nó mới có dư, chứ còn làm thật là không có dư. Mà còn nói nữa, tụi con làm thật ra đó thì cả nhà ăn, mà tội chứ con mình con gánh. Cho nên nhiều khi con thấy nó làm sao đâu. Mà cuộc sống này nó bắt buộc phải xô đẩy con đi làm, cho nên con khổ lắm thầy. Thầy cũng có biết đâu, khổ lắm mà. Đi bán vàng mà nó khổ. Cái lời của người Phật tử đó nói với thầy là đi bán vàng đó nha. Bán hột sòn á chứ không phải giỡn đâu. Bán ngoài chợ Tạ Thu Thâu á. Để mà nó khổ lắm. Thầy cũng biết nó khổ lắm. Mà hột sòn gỡ ra trội lỗ đầu á. Nhưng mà lời nói của họ nó có lý. Họ nói khi mà tụng kinh, lễ bái, tọa thiền, niệm Phật, tự nhiên con thấy lòng nó thanh thản. Con không có bươn chải, không có bon chen. Khi quay về lại cuộc sống đó, con thấy tự nhiên sao mình tội lỗi quá. Nhưng mà cuộc sống nó không bắt mình dừng. Nó bắt mình phải lao tới, cho nên là con đi tiếp tục làm kiếm tiền. Mà kiếm tiền thì tiếp tục lại tạo nghiệp. Như vậy cuộc đời của con nó cứ giằn xé giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đạo và cái đời. Không biết quý vị ở đây có từng suy nghĩ tới những vấn đề này chưa? Có bị giằng co giữa đời với đạo không? Có không? Có. Chắc chắn là có. Giống như cái anh đó tới chùa thầy. Anh tới chùa thầy thì quý vị biết là anh thích ở chùa thầy, thích xuất gia luôn. Đó. Anh ra anh ở 3 ngày. Cái xong cái anh thấy nó yên tĩnh quá, anh xin ở thêm ngày. Thế là vợ anh ra tới chùa. Ra tới chùa xong trả sách gói về. Về nhà xong tuần lễ nó trời sao con mệt mỏi cuộc sống ở nhà, con muốn đi vô chùa. Mà vô chùa mấy ngày xong con chạy về nhà. Thầy hỏi tại sao mà về nhà khổ, anh nói con không hiểu sao con về nhà con thấy vợ con mệt quá. Cằn nhằn tối ngày, cứ nói con là vô trách nhiệm, đang làm có tiền vậy tự nhiên bỏ đi vô chùa. Anh nói bây giờ tiền bao nhiêu cho đủ? Hồi xưa thiếu nợ bây giờ không thiếu nợ, hồi xưa không có nhà bây giờ có nhà, hồi xưa không có xe bây giờ có xe, còn đòi cái gì nữa? Thì bà nói lỡ khi bệnh hoạn rồi làm sao? Lỡ khi nó phá sản rồi làm sao? Ông nói con người ta sống vô thường thì tài sản nó cũng không lạ gì hết. Nhưng mà thật sự khó lắm quý vị. Cho nên ông bà mà nói hay lắm, vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu không đành. Tại vì mấy cái chị vợ này đó là quý vị biết là nó ghê gớm lắm. Quý vị muốn nghe chuyện đời xưa không?
Chuyện này là có thiệt nha. Cái này là truyền thuyết của Ấn Độ giải thích về nguồn gốc của đàn bà. Nó mà kết cuộc lại, đàn bà là trung tâm của tất cả rắc rối lu bu lộn xộn. À, mấy cô vỗ tay nha. Trong đó có mấy anh vỗ lớn. Khi thầy học cái giai thoại này thầy vui lắm. Là hồi xưa đó, lúc mà Thượng Đế tạo ra trời, đất, cây, cỏ thì có người đàn ông. Xong đó Thượng Đế mới còn dư lại phần vật liệu, không biết làm gì, cái nắng ra người mà nó không giống người đàn ông, nó đặt tên là đàn bà. Rồi mới tặng cho cái ông đàn ông này. Thì ông đàn ông này, ông nói ông đâu có nhu cầu gì đâu à. Thượng Đế nói ta tặng cho con cái vật này, con cứ nhận đi, thời gian rồi con cho ý kiến. Thì cái anh đàn ông này, anh nói là con tối ngày mất lo làm này làm kia, con đâu có rảnh đâu mà chơi, con không cần bạn nữa. Thế là tặng cho anh này, anh nể tình Thượng Đế, anh nhận. Anh nhận xong anh thấy trời anh mệt quá. Anh mệt thiệt là mệt vậy đó. Cái chị đàn bà này cũng có cái miệng giống mình, cũng có con mắt giống mình, mà cái miệng chị này thì không có ngừng. Tức là hễ chị ăn suốt ngày mà chị ngưng ăn thì chị nói, mà chị nín nói thì chị cười, mà chị không cười bắt đầu chị khóc. Tức là cái miệng không ngưng. Mà khi chị khóc thì trong hai cái hốc mắt á, giống như mình, mà tự nhiên nó chảy nước ra. Mà mỗi lần cái hốc mắt chảy nước ra là mình chịu không được, mình phải chiều chuộng. Đi làm vậy mệt, cái mắt chết vậy. Anh ơi, cành hoa bên suối đẹp quá. Là mà anh phải lội qua bờ suối đó, thế điều lũ muốn cuốn đi hái được cành hoa. Bác cầm lên dơ qua dơ lại, bác dục cái bẹp. Tức không? Cho nên mấy tháng sau Thượng Đế xuống, ổng quỳ xuống lại, Thượng Đế ơi, con xin gửi lại cái món quà đàn bà này. Thượng Đế đem về lên trời để mà nhốt bà vô cái kho, đừng bao giờ cho bà ló mặt ra khỏi trời. Con mệt bà quá, chịu bà không nổi. Thượng Đế mới nói, làm gì mệt. Bắt đầu ổng kể, ổng cằn nhằn đủ thứ, là cái chị đàn bà này là bài đủ trò cho anh hết, anh mệt quá. Chăm sóc, chiều chuộng, lo lắng, lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Thế là Thượng Đế đem cái chị này lên trời, đem chị đàn bà lên trời, bỏ vô cái kho trời, bỏ vô nhốt đầu lại, không cho xuất hiện theo yêu cầu của anh này, đừng có cho ló ra khỏi trời mà. Thì một thời gian sau Thượng Đế xuống, thì anh này anh ngồi bơ phờ bên một cái bờ suối đó, để mong tìm lại một cánh hoa mà cái chị đàn bà dục hồi xưa. Anh này đang ngồi ngớ ngẩn, gặp Thượng Đế xuống chạy tới. Thượng Đế ơi, chị đàn bà đâu rồi, đem đây cho con đi, đem đây cho con. Thượng Đế hỏi tại sao? Anh mới nói đó, con không biết làm sao, tự nhiên con cũng nhớ cái hốc mắt mà có nước chảy xuống. Con cũng nhớ cái miệng tru tréo của chị đàn bà. Hồi xưa đó có chị đàn bà đó thì con mất hết 3/4 thời gian để chăm sóc, để lo lắng, để chiều chuộng. Con mệt quá. Nhưng từ ngày vắng bóng chị đàn bà thì con mất hết trọn vẹn thời gian để nhớ nhung. Thôi thì Thượng Đế trả lại cho con đi, thà là mất 3/4 còn hơn là mất trắng đời này. Phải không mấy chị? Thượng Đế nó cũng mày không à. Ta đưa cho mày năn nỉ mày, đã đời rồi mày trả lại rồi, bây giờ mà đòi nữa là sao, thôi mệt quá. Nó trả xuống. Trả xong cái thời gian Thượng Đế xuống, cái ảnh trả chị đàn bà về trời nữa. Cứ trả đi trả lại, cứ trả đi trả lại, lấy tới lấy lui hoài. Cứ như vậy đó. Cuối cùng trời mệt quá mới dời trời ở xa mặt đất để cho nó đừng có trả, đừng có đòi nữa. Vậy mới yên thân. Nó chị đàn bà là vậy. Ôi đàn bà là thương đau vậy đó. Nhưng mà đàn bà làm tim ta nhỏ máu, phải không? Thầy nhớ có bài hát. Nhưng mà đàn bà cũng làm cho con người phải biết nhớ, biết thương. Có nhiều anh cằn nhằn mấy chị đàn bà tới chùa thầy. Thầy nói thật sự đó, nếu không có một người phụ nữ ở trong nhà, mấy anh không bao giờ gây dựng được sự nghiệp. Khó lắm. Tại vì phải có bàn tay kim chỉ của phụ nữ mới có được những bữa cơm ngon để anh ấm lòng mà bước chân đi vào cuộc đời, đi vào xã hội, phải không? Vậy mà mấy anh đành đạn cho người ta là cơm nguội, mà cơm nguội là dục luôn, bây giờ thích ăn những thứ khác nóng hơn cơm nguội.
tội nghiệp không? Chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội phòng khi đói lòng. Trời nghe thấy tội quá. Mấy chị đó còn than thở, thầy tụi con là cơm nguội mà thầy nó chiên lên nó nóng hết à con. Phải không? Hấp lên nó nóng hết à, còn không đổ nước vô nấu thành cháo nó cũng nóng. Nó không thổi ăn là phỏng miệng chứ đừng có giỡn. Mấy chị lại còn mặc cảm nữa. Thôi tóm lại dẹp chuyện này qua một bên. Tại vì nó nửa đụng chạm. Tức là tiền bạc thật sự đó, nó gắn liền với lại cuộc sống của chúng ta. Mà chúng ta đứng ở một cái góc độ thất bại, không có tiền thì mà lại cho đồng tiền xấu. Khi chúng ta ở thành công, chúng ta sử dụng được đồng tiền thì chúng ta lại cho là đồng tiền tốt. Chứ thực sự bản thân đồng tiền nó không có tốt, không có xấu. Mà chính sự ham tiền đó mới là nguồn gốc bắt đầu cho những xấu xa tội lỗi. Phải không quý vị? Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta có một phép quán trong năm phép quán khi chúng ta ăn cơm. Đó là ngăn ngừa cái tâm của mình để xa lìa các tội lỗi và ý thức được tham lam là cội gốc của khổ đau. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Thì tham tiền chính là nguyên nhân để làm cho chúng ta trở mặt với nhau, có thể đâm chém nhau, cha con có thể giết nhau, vợ chồng có thể thủ tiêu nhau, và xã hội sẽ đảo điên vì mình tham tiền. Bản thân đồng tiền nó không có xấu, nó không có tội, nhưng mà do cái tâm tham của mình thúc đẩy mình làm sao để chúng ta có tiền. Chính cái đó nó đưa đẩy chúng ta đi từ hành động này tới hành động khác, và kết quả là tội lỗi triền miên. Chẳng có gì sai khi chúng ta có tiền. Ngay cả khi chúng ta có rất nhiều tiền, vấn đề đó là chúng ta kiếm tiền bằng cách nào, và khi có tiền chúng ta sử dụng đồng tiền như thế nào. Nếu chúng ta kiếm tiền bằng những cái phương pháp chân chánh và chúng ta tiêu tiền với những mục đích chính đáng, thì khi đó đồng tiền nó sẽ sản sinh ra tất cả những điều tốt lành, và đồng tiền nó sẽ là nhịp cầu để nối liền những mảnh đời đau thương với nhau giữa dòng đời đau khổ này. Quý vị đồng ý không? Cho nên chúng ta xác định rõ ràng đồng tiền không phải là điều kiện đủ để giúp cho chúng ta thành công. Chắc chắn như vậy, quyết định luôn ngay bây giờ. Đồng tiền không phải là yếu tố đủ để cho chúng ta thành công. Quý vị biết đó, thỉnh thoảng quý vị đọc ở trên báo sẽ thấy được những người có nhiều tiền họ làm những cái chuyện thương luân bại lý. Họ bày ra những cái trò mà phải nói nó không có chút gì gọi là giá trị đạo đức hết. Thì ở đây thầy không có muốn nói lại những cái chuyện đó. Nói nhiều khi nói nó cũng không có tiện, tại vì phải dùng ngôn ngữ trần gian. Mà ngôn ngữ trần gian thì nó đầy tục lụy, cho nên nhiều khi nói rồi cái mình đắm nhiễm vào trong đó. Thầy đọc báo thì thấy có nhiều đại gia đó, họ sống không có tư cách. Họ không có tư cách ai khổ. Chắc chắn bản thân họ khổ, nhưng mà người đau khổ nhất là những người thân của họ, con cái của họ, vợ con của họ. Rồi những người mà làm việc cộng tác với họ, thực sự họ chỉ vì tiền thôi, cho nên họ sẵn sàng họ tâng bốc anh này lên để họ có được nhiều cái đồng tiền. Chứ còn lương tâm của họ, họ vẫn xem thường và khinh bỉ những con người sử dụng đồng tiền vào những cái mục đích rất là bẩn thỉu. Cho nên tham lam, chúng ta nên xác định lại một lần nữa, tham lam mà tham lam để làm ra tiền đó, ở một góc độ của thiện tâm nó vẫn tốt. Dù mình biết bản chất của tham là tâm nó động rồi, cho dù chúng ta tham tu tập nè,
chúng ta tham được thành Phật, chúng ta tham được an bình, thì bản chất nó vẫn là tâm tham. Đứng trên bình diện của chân tâm, nó vẫn là vọng niệm, tức là sai. Chân vọng đồng dị vọng, lời này Đức Phật đã khai thị cho tôn giả A Nan ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Tức là chúng ta tu tập, chúng ta muốn hướng về cái chân, tức là bỏ cái vọng, hướng về cái chân. Mà Đức Phật nói luôn, cái chân đó nó cũng là vọng, vì chúng ta khởi lên cái tâm muốn đoạt lấy cái chân, đó bản chất vẫn là tham. Thì tâm nó vẫn động, tâm nó động rồi thì nó là loạn tưởng, là điên đảo tưởng, hay là gọi đơn giản là vọng tưởng. Thì bây giờ tham làm có tiền với những cái mục đích rất là tốt đẹp, theo quý vị điều đó có xấu không? Không có xấu, tại vì nó xuất phát từ cái tâm thiện của con người. Thí dụ như chúng ta muốn có làm nhiều tiền để chia sẻ những mảnh đời bất hạnh của những trẻ em mồ côi, hoặc là chúng ta xây bắt một cây cầu đi qua những cái ngôi làng mà không có cầu, cái điều đó tốt thôi, phải không? Vì trong cái xã hội tương đối này, cái tham đó nó không có xấu. Nhưng mà có khi cái tham lam đó vài tháng sau, hay là một thời gian sau, do chúng ta tham đắm quá nhiều vào dục lạc, chúng ta không còn giữ những cái ước mơ trong sáng của mình, thì cái tâm đó và cái cách đi kiếm tiền đó sẽ đẩy con người đi vào tội lỗi. Cho nên quý vị thấy tại sao bây giờ lại đổ bể ra rất nhiều việc mà con người ta tham lam, để cuối cùng mất trắng và có khi khép cả đời mình vào bốn bức tường của đời tử tù, của cái kiếp tù chung thân, tại vì tham lam quá. Mình biết hoạch định được cách kiếm tiền và chia tiền ngay từ đầu rất là hay. Có một câu chuyện xảy ra tại Brazil cách đây khoảng 40 năm. Tức là lúc bấy giờ đất nước Brazil nó rất là nghèo, rất là khó. Nghèo khó lắm. Dân chúng đói. Thì ở một cái khu tập thể, một cái khu mà dân cư nghèo đó, những đứa trẻ nó hay đi đánh giày. Thì có một cái ông chủ của cái tiệm giặt ủi đồ đó, nhuộm đồ đó, ổng mới kêu một đứa bé tới đánh giày cho ổng. Thì ba đứa chạy tới cùng một lúc. Ổng không biết chọn đứa nào, ổng mới nói như thế này: đứa nào đánh giày cho tao, tao sẽ trả 2 đồng bạc. Nhưng mà ở đây cả ba đứa như vậy, tao biết chọn ai. Bây giờ ba đứa mày tự chọn người ra. Thì cái đứa thứ nhất nó mới nói: dạ thưa ông cho con đánh giày đi. Từ sáng tới giờ này nè, con chưa có ăn được cái gì ở trong bụng, con đói lắm, con cho ông cho con đánh giày đi. Thì cái đứa bé thứ hai đó, nó mới quỳ xuống luôn, nó ôm chân ông nó khóc. Nó nói: đã 3 ngày rồi, cả nhà con chưa có cái gì để ăn. Bữa nay mà con không có tiền đem về thì cả nhà con sẽ chết đói. Thế là ông tự nhìn qua cái thằng thứ ba, cái đứa bé thứ ba còn lại. Ông nhìn nó, nó im lặng một chút, nó nói: ông cho tôi đánh giày, ông cho con đánh đi. Tại vì hồi trưa đó con còn có ăn được một mẩu bánh mì, cho nên con đủ sức để đánh giày, còn hai thằng này nó không đủ sức đâu. Nhưng mà 2 đồng tiền của ông trả đó, con sẽ chia đôi cho hai đứa này, con không lấy. Mà quý vị biết đánh giày đó, cái thời đó ở Brazil chỉ có 20 xu thôi. Mà ông này cũng cho 2 đồng, có nghĩa là quá phóng khoáng. Cuối cùng ổng đưa 2 đồng cho cái đứa bé thứ ba đó, nó lấy 2 đồng nó chia liền: hai đứa mày bấm nút. Bấm nút là thầy nói chứ không phải nó nói. Thầy thấy quý vị căng thẳng quá đi. Cái đứa bé thứ ba này nè, nó lấy 2 đồng tiền nó đưa liền cho hai cái người bạn nó.
có hai người đi về đi, để tôi đánh giày cho ông chủ. Nó đánh giày mà với một cái lòng mà đạo Phật gọi là hoan hỷ, tức là nó vui lắm, nó thích lắm, tại vì nó làm được ước mơ của nó. Cách chia tiền của nó rất là dễ thương. Đánh giày xong, ông chủ này ổng tự tìm tới nhà của cái đứa bé thứ ba này. Ổng nghĩ rằng cái đứa này là cái đứa có nghị lực, có nhân hậu. Ổng kêu nó tới phụ với cái tiệm giặt ủi của ổng đi làm kiếm tiền, vừa làm vừa học. Quý vị biết đứa bé đó bây giờ là đương kim tổng thống của Brazil. Brazil từ một đất nước nghèo đó, bây giờ kinh tế Brazil đứng thứ 10 trên thế giới. Chính là nhờ tài lãnh đạo và cái tâm lượng của cái vị tổng thống này. Tức là ngay từ nhỏ đó, lúc mới có 6 tuổi thôi là đã biết cách kiếm tiền và biết cách sử dụng đồng tiền và chia tiền. Cho nên câu chuyện hai đồng tiền được chia đôi của tổng thống Brazil hiện tại trở thành một giai thoại. Khi thầy đọc câu chuyện đó, phải nói thầy phục, thầy rất là phục tổng thống. Không phải phục ở cái chỗ mà cái người này tài, mà phục ở cái suy nghĩ của một đứa bé 6-7 tuổi đã biết nghĩ như vậy. Còn mình già đầu mình vẫn chưa biết nghĩ, phải không? Của mình thì giữ bo bo, của người thì để cho bò liếm đi. Thì ta đang rối rã ruột 2 đồng bạc, trong khi cái công đánh có 20 xu. Bây giờ nó tăng giá trị lên gấp 10 lần, ai không ham, phải không? Cho nên quý vị biết, con người ta đó thường đó nghĩ rằng là sự giàu có là chỉ cho mức độ của thành công. Hễ mà càng giàu là càng thành công, phải không quý vị? Có phải càng giàu là càng thành công không? Không ai vỗ tay hết. Điều này có nghĩa là quý vị không có muốn làm giàu, phải không? Tại giàu chưa chắc gì thành công. Thầy ủng hộ quý vị. Quý vị đừng có sợ nghèo. Tại vì sao? Bản chất mình không có tiền, sanh ra cũng không có tiền, phải không? Cái tên còn không có nữa, làm gì có tiền. Mà thầy là đơn giản nhất, thầy đi tu quý vị thấy không, cũng không có gì hết, từ đầu tới chân chỉ có đường sau chuỗi này đeo cho điệu một chút vậy thôi. Vậy mà cũng có nhiều Phật tử cắt cớ đòi xin nữa. Ta nói cái này thuộc dạng đồ nghề, không có cho được. Vui buồn nào cũng qua, thành bại nào cũng bỏ, đến đây bằng tay trắng, trở về nắm xương khô. Chúng ta đến cuộc đời bằng bàn tay trắng, mai kia từ giã cuộc đời, chúng ta cũng về với một nắm xương khô thôi, cũng trắng tay. Đâu có gì đó để chúng ta phải khẳng định mình. Cho nên mình quan điểm rằng có nhiều tiền càng giàu có là chỉ cho cấp độ của thành công càng lớn, thì điều đó chưa hẳn. Mình không có sợ nghèo, mình chỉ sợ cái gì? Sợ khổ, phải không? Nghèo chưa chắc khổ đâu. Nói thiệt với lại quý vị đó, ngay cả bản thân thầy nè, đâu có tiền đâu, cũng đâu có khổ. Thiệt, thầy đâu có tiền. Mấy thầy đệ tử thầy giữ chứ thầy đâu có. Thầy chỉ xài thôi. Nói đùa với lại quý vị thôi. Ở đây là chúng ta nhìn dưới cái nhìn của Phật học. Chúng ta không có sợ nghèo, mà chúng ta sợ khổ. Tại vì nghèo là gì? Là kết quả của những nguyên nhân bỏn sẻn, tham lam, ích kỷ. Thì bây giờ chúng ta cải thiện cái đó được, chúng ta có thể sẽ hết nghèo ở tương lai. Nhưng có chắc khi hết nghèo chúng ta hết khổ không? Chắc không? Không, đó. Chúng ta nhìn dưới cái nhìn của Phật học, cái nhìn của một người tập tu hay là một đệ tử tục gia của Đức Phật, để chúng ta có một cái sự tự tin. Dù chúng ta đang đối diện với cái nghèo, chúng ta không bị cái nghèo nó gây áp lực với mình. Thầy biết quý vị rất là khó. Đối với thầy trong chùa thầy dễ, chứ quý vị khó. Chứ bây giờ nợ nó đòi tứ phía, thử nghĩ coi, không có tiền làm sao sống. Nó dí, nó kêu sao họ đen xử mình nữa. Ở đây chúng ta cần phải quán triệt về tư tưởng nè, xác định rõ ràng thì chúng ta mới vượt qua được. Tại vì lý thuyết suông ai cũng nói được hết. Thưa thiệt với đại chúng, khi mà lâm vào cảnh nghèo túng mà nợ văng bủa hết á, mới thấy được con người ta nó khổ. Có vợ chồng anh chị đó quý vị biết,
Sau một thời gian một năm, thầy mới thấy xuất hiện. Trời ơi, sơ xác, nhìn té tui như cái sơ mướp, sơ mướp mà chùi nồi á. Thầy nói thiệt, mà chùi cũng cỡ một tháng rồi, nó te ra đó, nhìn thấy gớm lắm. Thầy hỏi như sao vậy? Nợ tùm lum hết. Thầy hỏi nguyên nhân gì sao? Không biết. Thầy nói sao không biết được? Mình làm đổ nợ mà sao không biết được? Phải có lý do. Bắt đầu đổ cho lý do là lấy tiền này đắp tiền kia đắp tiền nọ, rồi mua đất, mua đồ nhà này kia, rồi bán không được, rồi bây giờ nó kẹt vô trong đó. Cho nên ở đây chúng ta xác định một cách rõ ràng rằng đồng tiền chúng ta tìm được không phải đó là mức chuẩn để đánh giá sự thành công của con người. Quý vị thấy đó, ở thập niên 90, tức là cách đây khoảng 20 năm, khi mà bắt đầu mà nổi lên thị trường chứng khoán, quý vị thấy chỉ trong một khoảnh khắc thôi, người ta từ một người bình thường trở thành tỷ phú. Nhưng mà cũng trong khoảnh khắc đó, từ tỷ phú trở xuống trở thành người chạy taxi. Tức là cái giàu cái nghèo nó thay đổi với nhau như vậy. Thì ngày nào cũng có những con người bỗng chốc trở thành những đại gia. Và đằng sau đó là có những người lui chân ra khỏi hậu trường sân khấu. Ra khỏi hậu trường luôn, không có còn đứng ở trên đó nữa. Tức là họ thất bại. Thì điều này chúng ta sẽ biết được rằng cuộc đời vốn là vô thường. Khi chúng ta sống không có niềm vui, không có lý tưởng, chúng ta sống không có một người bạn tri kỷ, xin lỗi, có nhiều tiền, cuộc đời vẫn trống rỗng, vô nghĩa. Phải không quý vị? Nó vô nghĩa thôi, nó không có lạ gì hết. Cuộc đời này nó khổ. Mình mà không đạt được là nó khổ, cho nên Lý Mặc Sầu mới nói nó hỡi thế gian tình là chi chi. Trời, bà này bà luyện kim dùng dữ lắm hay sao, nghe nó tới Lý Mặc Sầu cứ vỗ tay liền. Đó là tất cả những gì mà chúng ta muốn mà nó không đạt được là chúng ta khổ. Có đầy đủ tiền bạc, thậm chí có đầy đủ quyền lực, có đầy đủ địa vị trong xã hội, điều đó chưa chắc chúng ta đồng hành với sự an lạc. Mục đích của chúng ta là làm sao nhận ra được khổ đau. Và chúng ta phải có biện pháp để giải trừ khổ đau của mình trong cuộc đời này. Đó mới là mục đích tối hậu của mình. Thì trên đường đi kiếm tiền, chúng ta đừng bao giờ lầm rằng có tiền chúng ta sẽ hết khổ. Không, chỉ là nhất thời thôi. Cho nên để gọi là thành công đó, thì chúng ta không thể nào đem tiền bạc ra làm quy chuẩn cho sự thành công của con người. Khi chúng ta phóng đại quá mức về giá trị của đồng tiền, thì chính là lúc chúng ta đang bị đồng tiền nó đánh lừa mình. Và tất cả những tham dục đó nó gạt mình, vô tình chúng ta lại biến mình trở thành một tên nô lệ của đồng tiền. Mà đồng tiền nó làm chủ mình thì nó trở thành ông chủ gì? Ông chủ xấu. Khi nó là phương tiện thì nó sẽ là tên đầy tớ tốt. Đồng tiền nó là một tên đầy tớ tốt cho chúng ta, vì chúng ta biết cách sử dụng nó, nó trở thành phương tiện. Nhưng mà chúng ta nô lệ đồng tiền thì đồng tiền nó biến thành một ông chủ xấu, thì cuộc sống này nó không có thú vị gì hết. Thực ra có những cái rất đáng yêu mà chúng ta không có tiền chúng ta vẫn cảm thấy bình yên trong cuộc đời. Thí dụ quý vị đi làm về mệt, tự nhiên nhìn ở trong cái góc bếp của mình hình ảnh của một người vợ đang lâm khâm chắc nước một nồi cơm mà quẹt mồ hôi, quý vị thấy hạnh phúc không? Mấy anh hạnh phúc không? Giờ nấu bếp ga không làm gì có chuyện mà lâm khâm thổi bếp không? Hoặc là mình đi làm về mệt, mình thấy có một ly nước, dù đó là một ly nước lạnh, tại vì ở quê mà cuộc sống nghèo mà một ly nước lạnh của vợ rót sẵn để trên bàn, quý vị thấy hạnh phúc không? Những cái hạnh phúc đó chưa chắc các đại gia có được, thầy dám đảm bảo. Đó. Râu tôm nói với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu đổ đi. Chứ không phải gật đầu khen ngon đâu. Quý vị thấy râu tôm người ta bỏ, ruột bầu ai ăn?
mà nấu lại, được ăn trong một cái mâm cơm nóng hổi, ấm áp, nghĩa tình vợ chồng, thì dù là một mái tranh nghèo, quý vị thấy vẫn hạnh phúc. Có những người Phật tử tới thưa với Thầy, nói thưa Thầy, tụi con thất bại rồi. Sau bao năm tháng đi kiếm tiền, bây giờ tụi con thất bại, gia đình tan nát hết. Vợ con bây giờ cũng bận rộn đi kiếm tiền, mà vợ con làm tiền còn nhiều hơn con nữa. Cho nên trong con mắt của vợ con không phải là người tài, không có bản lĩnh. Con rất là thèm ăn một bữa cơm mà do chính vợ con nấu. Con thèm lắm, con thèm trở lại ngày xưa sống ở trong một cái căn nhà ọp ẹp. Vợ chồng đi làm vất vả về tối với con cái ngồi bên một mâm cơm, con cảm thấy nó bình yên. Nhưng mà bây giờ bỗng dưng con thèm lại cái hình ảnh đó. Con đi ăn bao nhiêu tiệc, bao nhiêu tùng, con thấy vẫn không ngon bằng một mâm cơm chính vợ con nấu. Nấu quý vị thấy đó. Khi người ta đã tìm ra được nhiều tiền thì người ta lại mất đi những cái mình đang có, đang quý. Vì hạnh phúc hay là khổ đau thật sự, chỉ có những người mà thương yêu mình nhất, ở bên cạnh mình nhất mới có thể chia sẻ với mình trong cuộc đời này, mà điều đó tiền không làm được. Thậm chí chúng ta còn ý có tiền, mình buông tiền ra là mình làm được hết, phải không? Có những cái tiền không thể nào làm được hết. Cho nên thưa đại chúng, mỗi người tự hoàn thiện mình bằng chính những khả năng tiềm ẩn vốn có của mình, đó là bước đầu dẫn đến thành công, chứ không phải có tiền. Chúng ta phát huy những năng lực của mình đang có. Năng lực này là sức sáng tạo và sự tư duy bằng tinh thần thanh tịnh của con người. Đó là cái vốn tiềm ẩn của con người. Tức là năng lực này là vô tận ở trong mỗi con người của chúng ta. Mà quý vị để có được một cái trí tuệ minh mẫn, chắc chắn quý vị phải có một cái tâm sống điềm đạm, sống an tĩnh. Mà người tu tập thiền định mới có được an tĩnh, hoặc giả là người thường xuyên niệm Phật thì mới có được cái tâm an định. Tâm an định này mới giúp cho chúng ta phát huy được tuệ giác, và đó là bước đầu để dẫn đến thành công, chứ không phải là có tiền. Cho nên đồng tiền dạy cho chúng ta một cái bài học rất là quý báu, rằng tiền không giải quyết được vấn đề, và người mà sử dụng đồng tiền đó mới là con người tạo ra hạnh phúc cho gia đình, cũng có thể đập vỡ đi tất cả những gì mình đang có trong gia đình. Đó là bài học thứ nhất mà chúng ta học được từ cuộc đời. Mà bước chân đi vào cuộc đời thực chất chỉ là để kiếm tiền. Kiếm tiền để mà sống. Nhưng mà sống để làm gì? Quan trọng là sống để làm gì? Có nhiều người thực hiện ước mơ của mình sống để làm từ thiện, có người sống để hưởng thụ, nhưng mà ít có người sống để mà nhận ra được sự đổi thay của cuộc đời, thấy được khổ đau của dòng đời. Và chúng ta làm chủ được cảm xúc của mình. Cho nên nếu như chúng ta nói rằng cuộc đời nó là bất hạnh, thì chúng ta phải có một cái quan niệm chấp nhận cuộc sống luôn tồn tại với những khó khăn và thử thách. Khi chúng ta đối diện với khổ đau cuộc đời, Thầy nghĩ rằng cuộc đời nó dạy cho chúng ta phải biết vượt thử thách, phải biết chấp nhận những khó khăn. Tại vì không ai mà sanh ra trên đống vàng, không có ai mà bước chân đi trên thảm đỏ từ tấm bé cho đến cuối đời, mà cuộc sống vốn luôn biến đổi. Đức Phật dạy rồi, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Tức là trong cuộc sống này, những gì chúng ta thấy đều thay đổi, điều tạm bợ, nó không chắc. Thì chúng ta khi mà thấy được cái sự thay đổi đó, cái không chắc thật đó, chúng ta đối diện khó khăn, chúng ta sẽ có bản lĩnh hơn và chúng ta vượt qua được thử thách. Cho nên nhìn dưới góc độ này, chúng ta không mặc cảm, chúng ta không tự ti, và chúng ta biết được rằng âm thầm của sợi dây nghiệp báo nó chi phối mình. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước thì chúng ta hãy nhìn thấy những gì mình đang thọ nhận của ngày hôm nay. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.
Muốn biết quả báo đời sau, chúng ta hãy nhìn vào những việc làm hiện tại của mình. Cho nên những khó khăn và những thử thách này hoàn toàn đó là hệ quả tất yếu của những nghiệp nhân chúng ta đã gieo từ ở trong quá khứ vô thủy kiếp. Khi nhìn ra được điều này, quý vị sẽ cảm thấy bằng lòng với hiện tại, và khó khăn thử thách đây sẽ là một bước đường mới để cho chúng ta tăng thêm nghị lực, tăng thêm bản lĩnh và tăng thêm tuệ giác. Chúng ta nhìn được cuộc đời mà, nhìn bằng một con mắt thật, chứ chúng ta không nhìn đời qua những cái mắt kiến. Mang mắt kiến hồng, chúng ta thấy cái gì cũng màu hồng. Khi thực tế gia chạm không phải màu hồng, chúng ta chán nản, thì như vậy chúng ta không còn bản lĩnh để đối diện với cuộc đời. Mà khổ đau trầm luân thì quý vị thấy nó kéo dài bao nhiêu kiếp, từ đời này qua đời nọ. Cho nên sống và vươn lên khắc phục nó hay hơn là chúng ta phàn nàn. Cho nên ngạn ngữ của Trung Quốc người ta nói rất là hay: thà là thắp lên một ngọn đèn le lói trong đêm tối, còn hơn là ngồi đó suốt đời để nguyền rủa bóng đêm. Quý vị đồng ý không? Mà thắp lên, cho dù đó là một ánh đèn nhỏ thôi, một cái đốm lửa nó le lói trong đêm, có thể là gió thổi qua nó sẽ tắt, nhưng còn hơn là chúng ta ngồi đó suốt đời để nguyền rủa bóng tối. Thì như vậy chúng ta không có trách nhiệm gì đối với cuộc đời của mình hết. Ngược lại, chúng ta còn bị rơi vào một cái hoàn cảnh mà phải nói khó mà thoát ra được, đó là đổ lỗi. Khi chúng ta khổ, chúng ta hay có cái xu thế là đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Phải không quý vị? Nó hồi đó gặp hiền lành, dễ thương, đẹp quá cho nên mới dớt về. Dớt về cho đã thời gian rồi bắt đầu ngồi đó than: phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về. Phải không mấy anh? Chúng ta hay đổ lỗi. Cái cách mà xử lý khi mà đối diện với khổ đau, đổ lỗi, đây là cái cách tệ nhất, vì nó không mở ra được một hướng đi nào mới hơn, đẹp hơn cho mình hết. Đổ lỗi cho người khác có nghĩa là chúng ta đã phủ nhận trách nhiệm của mình. Phủ nhận trách nhiệm của mình đâu có được, phải không? Mình đã thương có nghĩa là có nghiệp. Có nghiệp thì cộng chung với nhau, cùng chia sẻ cái nghiệp đó và phấn đấu vươn lên. Chứ bây giờ phải làm sao? Rồi cứ đổ thừa, tại người này, tại người kia. Giống như cái chị đó, chỉ đổ lỗi cho chồng, mà chỉ là cứ đem cái này đem cái kia đi đầu tư. Bây giờ riết là bán hết nhà, không có nhà ở, để ở nhà thuê. Chị nói cuộc sống hồi trước rất là bình ổn, anh này làm thầy giáo, không an phận, bài đặt, đi kinh doanh bất động sản, đi làm này làm kia, làm đủ thứ làm. Bây giờ không có cái nhà ở, rồi con cái bắt đầu nó không có tiền, có bạc, rồi nó mặc cảm, rồi bạn bè rủ rê. Bây giờ có hai đứa con lì xì ke. Thì chị vợ này mới đổ lỗi cho người chồng. Đổ lỗi cho người chồng. Tối ngày cứ đổ cho ông chồng, rồi ông chồng nói: trời mệt quá, bây giờ có phước thì cùng chia, có quả thì cũng phải sẻ với nhau chứ. Chứ đâu có phải mà đổ như vậy được. Tôi làm ra nhiều tiền thì cũng ở trong nhà ăn, chứ đâu phải là tôi dành riêng cho ai đâu. Mà bà vợ bà nói: tôi nói rồi, có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo, mà bà đặt làm giàu làm chi, bây giờ đổ nợ. Nói giống như con cua trong ngao sò ốc hến. Nói với thằng ốc đó quý vị nhớ không? Nghèo thì chịu nghèo đi, bà đặt đi mua guốc mới đi ăn cơm tiệm làm chi. Quý vị nhớ đoạn đó không? Lát thì hát Hồ Quảng nữa đó. Giờ đi từ cải lương qua Hồ Quảng. Khi chúng ta đổ thừa thì có nghĩa là chúng ta đã đầu hàng với số phận. Hay nói đơn giản, chúng ta buông xuôi cho nghiệp dẫn. Mà nghiệp mình đã tạo rồi thì tập quán nghiệp nó càng ngày càng chồng chất lên thôi. Quý vị không thể nào mà vượt qua được số phận, trừ khi nào có một phép màu nào đó. Cho nên quý vị thấy phép màu nó có xảy ra đối với mình không? Nếu có phép màu thì nơi đó không có nhân quả nữa rồi, phải không? Cuộc sống này vốn vô nhân thì nó đưa tới quả. Mà chúng ta nói có phép màu ban xuống cho mình thế này thế kia để chúng ta vượt qua, thì như vậy nhân quả bỏ đi. Không đúng.
Cho nên mình là một người Phật tử, mình phải biết rõ ràng tất cả những gì chúng ta thọ nhận hôm nay đều có nguyên nhân sâu xa từ trong quá khứ. Không có đổ lỗi, không có cầu phép màu. Đó, nhiều người thấy tội nghiệp lắm, đi tới chùa thầy đó, rồi nhờ thầy làm bùa, làm chú, làm phép, làm đủ thứ. Thầy nói trời ơi, thầy là ông thầy tu, thầy làm sao mà thầy biết được làm bùa, làm chú. Cái cuối cùng á, cái cô đó đó, quý vị biết cô cũng khổ lắm. Là chồng á, là không có chung thủy, mà người đàn ông cũng tệ bạc. Thầy thật sự thầy nghe thầy thấy bất nhẫn lắm. Thầy thấy đàn ông tệ bạc vô cùng, có gia đình không có trách nhiệm, rồi tối ngày cứ gây nợ gây nần, bắt vợ trả. Mà không lẽ vợ đi làm chân yếu tay mềm, bữa nay làm có tiền mai chứ chắc làm có tiền, bữa nay khỏe mạnh chứ ngày mai nhiều khi nằm bẹp đóng rồi làm sao. Không có trách nhiệm, đã vậy rồi còn thêm sanh tật có mèo có chó nữa, tệ dễ sợ. Cái chị đó chỉ tới chỉ nhờ thầy đó làm giùm cho cái gì đó cho chị, làm sao cho chị khỏe lên, chị tỉnh táo lên, làm cho ông chồng ổng không còn mê mẩn nữa. Thầy nói giờ thầy không biết làm gì, chỉ có biết tụng kinh niệm Phật thôi rồi hồi hướng công đức. Chị nói trời ơi, vậy thôi bây giờ thầy rờ cái đầu con cái cho con hết xui. Thầy nói con ơi, thầy tu đạo Phật chứ không phải đạo rờ. Tự nhiên tới đây cái biến thầy thành ông đạo rờ, kỳ quá. Mà nghe mình thấy thương làm sao đó. Quý vị biết những người đàn ông đó tệ bạc, rồi ly hôn, không có trách nhiệm gì hết. Giống như bữa hôm thầy giảng ở Tịnh Xá Ngọc Quang ở thành phố đó, thầy giảng xong cái có cái chị đó chạy tới chị khóc. Chị nói trời ơi, con kiếm 3 tiếng đồng hồ mới tìm ra được cái chùa này đó, con khổ lắm thầy. Con có chồng rồi, có con rồi, chồng con nó hư đốn lắm, nó phá phách thế này thế kia thế nọ. Con chiếc xe tải nó cũng lấy nó bán luôn rồi thầy. Khổ gì đâu là khổ, rồi con ly hôn xong con mừng lắm. Bây giờ hắn trở lại, hắn nó không thương con, hắn muốn nói lại tình xưa, giờ con phải tính làm sao. Mà con nói thiệt cho thầy biết, con mà gặp hắn, con mà sống lại thì con chết, con chỉ có con đường chết thôi, con khổ lắm thầy ơi. Đời con khổ hơn đời cô lụ. Câu này thầy thêm. Quý vị thấy không? Khổ vậy đó. Thầy thấy tệ bạc dễ sợ. Cho nên thầy rất là ghét những người đàn ông phản bội, không có tư cách. Dưới quan điểm của Phật giáo, người đàn ông mà phản bội, mà mèo mỡ trăng qua, là người đàn ông đó không có tư cách làm một Phật tử chân chánh. Tại vì phạm giới thứ ba, phải không? Không được quan hệ bất chánh với người ngoài hôn nhân. Mà quý vị biết đó, người đàn ông rất dễ làm lại cuộc đời. Nhiều khi họ có tiền, rồi cái quan niệm xã hội của mình nó ảnh hưởng của cái nền văn hóa Trung Quốc. Trai 5 thê 7 thiếp, gái 9 chiên 1 chồng. Không biết cái quan niệm gì mà nó ác độc vậy, không biết. Thế là mấy ổng được xã hội bao che, bắt thang cho leo lên. Thầy kịch liệt phản đối. Chồng trầu thì phải khai mương, làm trai 2 vợ phải thương cho đồng. Trời ơi, thầy nghe cái bà vợ đó, bà đưa con mà bà hát vậy. Thầy nói chổi chà thì phan chứ đó mà, nghe thương cho đồng. Thầy là... thầy không đồng ý cái chuyện đó, phải không? Tự nhiên ngàn chả đang vui vẻ đâu, không biết giờ này đâu bà này, bà ngồi y ầu ơ ầu ơ dí dầu. Bà ở bên kia là cây tre, nó đưa có ke, cái giọng đây cũng có ke. Nhìn hai mẹ con thấy thảm sầu không? Đọc cho câu trồng trầu thì phải khai mương, làm trai 2 vợ phải thương cho đồng. Làm gì có chuyện làm trai 2 vợ, không được, 1 vợ thôi. Vi phạm luật hôn nhân gia đình, mấy anh đồng ý không? Mấy chị sao không vỗ tay, thầy đang binh vực mấy chị mà. Dưới cái nhìn Phật giáo, người đã tạo nghiệp, không thể chấp nhận được. Mà xã hội lại bao che những người đàn ông, cho nên quý vị thấy người đàn ông dễ làm lại cuộc đời. Nhưng người phụ nữ thì không. Bồng đứa con là làm lại cuộc đời với ai? Ai dám nhào vô? Coi như người phụ nữ không có cơ hội để làm lại cuộc đời. Người đàn ông rất dễ dàng quên đi tình cũ, vui với tình mới. Nhưng người phụ nữ có thể suốt cả cuộc đời lặng lẽ và nhớ lại mối tình xưa. Phải không mấy chị? Bởi mình mới thấy đó, ông bà mình nhiều khi là cũng không có công bằng.
mình ảnh hưởng cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, cho nên là người nữ nó bị chèn xuống một cái giai tầng thấp trong xã hội. Nghe những cái câu ca dao mà mình thấy đứt ruột đứt gan, tội nghiệp mấy cái người phụ nữ làm dâu ở bên đây nè, đi qua bên sông kia làm dâu á, mà không dám về đó, không dám về, cách con sông đó. Có cái bài ca dao gì thầy quên mất rồi, mà thầy nhớ hai câu: ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa, đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa. Vậy đó mà đành đạn, có trăng quên đèn, có phở quên cơm nguội. Thầy thấy đàn ông là tại quá, mấy cái này là thầy không binh mấy anh được. Cho nên thái độ đổ lỗi là không bao giờ giúp cho chúng ta vươn lên trong cuộc sống, chúng ta không thành công, hay nói khác đi, chúng ta đang bị nghiệp chi phối. Mình phải cảm ơn cuộc đời, vì chính cuộc đời dạy cho chúng ta bài học vượt khó và vươn lên từ nghiệp chướng. Hay nói theo kiểu tu tập là đi ngược dòng đời, nghịch lưu, tức là đi ngược cái dòng đời. Tại vì sao? Tại vì có thể người ta sẽ lót đường cho chúng ta đi, chúng ta sống một đời sống thoải mái hơn về vật chất nè, dạy gì không bước đi, nhưng mà con đường đó là con đường tạo nghiệp. Chúng ta bình an chỉ vài ngày, vài tháng, vài năm thôi, trong một quãng đường ngắn của chặng đường dài sanh tử. Mà sanh tử thì nó nhọc nhằn bì lao, làm sao chúng ta vượt qua được. Cho nên đây chúng ta phải chấp nhận cuộc sống luôn tồn tại với những khó khăn và thử thách. Đây là bài học thứ hai cuộc đời dạy cho chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn đời. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để hận thù. Phải không? Không phải à. Mấy chị đó đi tới chùa thầy cũng hận ổn lắm. Mà nghiến răng trèo trèo. Thầy nói một ngày mà hận ba lần thôi đi trồng răng sớm. Đã bị chồng bỏ rồi, giờ còn tốn tiền đi làm răng nữa. Rồi thôi chết. Cho nên cuộc đời nó đau khổ, nhưng không bao giờ nó đi qua kiếp sống ngắn ngủi của chúng ta mà nó không để lại một bài học. Chỉ vì chúng ta quá mặc cảm, hay là chúng ta quá khổ đau, rồi chúng ta lại cho rằng cuộc đời này nó không có cửa cho chúng ta đi. Quý vị nhớ, hễ cánh cửa này nó đóng lại, đồng với nghĩa một cánh cửa khác sẽ mở ra. Chắc chắn là như vậy. Ông bà mình nói rồi. Tức là cùng tắc biến. Cái câu này rất là hay. Tức là đi tới con đường bế tắc đó, thì chúng ta sẽ suy nghĩ ra được cái phương pháp để thay đổi được nó. Cái khó nó bó cái khôn. Khi khó khăn cùng cực, chúng ta mới có được những cái suy nghĩ để vươn lên được. Ở đây là thái độ của chúng ta đối diện với cái khó như thế nào mới là yếu tố quyết định cái khôn của chúng ta nó ló ra. Chứ bằng không nó bị cái khó nó bó hoài. Khi mà khó khăn như thế, quan niệm của mình về cái khó và cách sống của chúng ta khi đối diện với cái khó, cách này nó rất là quan trọng để giúp cho chúng ta cải thiện lại cái khó. Thì Đạo Phật nội gọi đơn giản đó là tu tập thôi. Tức là chúng ta phải quán chiếu. Quán chiếu cái khó này là nguyên nhân từ đâu, chúng ta phải cải thiện. Cây mà nó ra bông ra trái rồi là quý vị không thể nào thay đổi được. Chỉ thay đổi được của mùa thu hoạch năm sau. Năm nay là thua rồi. Đèo đẹt, trái bị sâu xia là không bao giờ chúng ta có được cái cơ hội để cải thiện trong cái mùa gặt này. Mà mình cải thiện cái nhân nó để mùa thu hoạch sau chúng ta khá hơn. Đó là chắc chắn. Chỉ có quán chiếu thôi.
quý vị quán chiếu mới thấy được nguyên nhân sâu xa. Hãy thấy được nguyên nhân sâu xa thì chúng ta sẽ bình tĩnh để đối diện với cuộc đời, và chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi chúng ta đang từng ngày bước đi qua những chặng đường đau khổ mà kiếm tiền, để rồi tạo dựng sự nghiệp. Thì như vậy những đồng tiền đó chúng ta xác định rõ về mục đích để kiếm tiền và sử dụng phương tiện của đồng tiền này như thế nào. Đồng thời chúng ta có phương châm sống rõ ràng rằng cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những đòn roi của cuộc đời đã quất vào trái tim của chúng ta bên cạnh những nỗi khổ đau. Vì chúng ta ý thức được rằng sau đòn roi chúng ta sẽ đứng lên với tư thế vững vàng hơn. Nói đơn giản, tức là chúng ta đang lội ngược những dòng chảy của tham dục, ái nhiễm. Quá trình đó gọi là tu tập. Nếu chúng ta tu tập càng nhiều, quý vị sẽ chuyển nghiệp càng nhanh. Như vậy, cuộc đời dạy cho chúng ta một bài học rất là hay, đó là đau khổ và làm sao để chúng ta thoát khổ. Vâng, Thầy hy vọng rằng tất cả quý vị thấy được nỗi khổ đang chi phối đời mình và vượt qua khổ đau bằng chính sự tu tập của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Xin tạm biệt quý vị. Nhưng mà trước khi nghỉ thì dành thêm vài phút để giải đáp thắc mắc. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Tại vì không biết bao giờ mới trở lại nữa. Vì chủ đề bài học cuộc đời đó thì sẽ còn giảng tiếp. Cái này mới có phần 1 thôi. Còn những phần sau thì sẽ giảng ở các đạo tràng khác. Hẹn gặp lại quý vị ở những lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn sư cô trụ trì cũng như đại chúng ni ở đây đã tạo phương tiện cho chúng tôi được tiếp xúc với lại Phật tử và chia